chúng ta sẽ những cái bài viết này này, chúng ta sẽ không có nếu các bạn có web nha, nếu các bạn có web thì cái từ khóa này các bạn sẽ viết ở trong một cái bài web của các bạn, và những cái cục này này sẽ viết ở trong web của các bạn. Còn nếu các bạn không có, đúng không? Nếu không có, nếu các bạn có web thì chúng ta chỉ viết, các bạn ở bên chúng ta chỉ viết là ở tầng đầu tiên thôi, là 1, 2, 3 bài. Tiếp theo tầng thứ hai á, thì các bạn chỉ viết cái cụm thôi, những cái cụm 1.000, 1.200, cụm cụm thôi. Còn những cái mà 1.000 đây này, thì chúng ta sẽ không viết trong web, không viết trong web, mà chúng ta sẽ viết ra một cái hệ thống web backlink cực kỳ mạnh. Đây, đó là những bạn có web nha. Còn những bạn không có web thì sao? Trường đánh trường không chú trọng lắm về đây các bạn. Đây, cái ông này, ông viết trên không phải web của ông, mà ông viết trên một cái trang nó gọi là medium.com và nó nằm ở top các bạn. Rất là nhiều người viết ha. Ở đây các bạn thấy là kiếm tiền với cái này á, là cái kết quả tìm kiếm là 11 triệu này các bạn. 11 triệu 900 nghìn là cái độ cạnh tranh không hề nhỏ đâu các bạn nhé. Khi các bạn tìm kiếm mà cái kết quả này nó lên rất là cao á, thì không phải là cái chuyện mà nó ít cạnh tranh đâu, nó cạnh tranh rất là cao luôn đấy. Khi cạnh tranh cao như vậy á, các bạn thấy không? Họ biết rất là nhiều về về cái này. Nhiều cái thông tin kiếm tiền với cái sàn này chẳng hạn. Nhưng ở đây không phải là một cái web của một anh nào cả, mà là một cái trang được gọi là medium.com. Link vào các bạn thấy này. Đây, medium.com các bạn nhé. Đây là một trang của nước ngoài. Anh này anh viết bằng tiếng Việt này. Ok không ạ? Rất là già chính chủ. Đấy. Đây là một trang có tiếng nước ngoài 100% tiếng Anh các bạn, nhưng mà chúng ta được viết tiếng Việt. Bạn nghĩ sao ạ? Thì có phải là một ai đó họ lên họ tìm cái từ khóa này thì phải ông này nằm ở top, thì bây giờ họ chỉ click click vào website này, tất nhiên website này chắc chắn là không phải của cái ông này rồi, không phải của cái thằng viết này rồi, mà ngoài. Nhưng cái bài viết này là của cái người này, họ nằm trên cái trang này, còn hiểu không ạ? Lúc này tất nhiên là cái thành quả bán hàng hay cái gì đó sẽ thuộc về ông này rồi, đúng không? Đó. Rồi Trường sẽ lấy một demo tiếp cho các bạn thấy này. Rất là nhiều những cái trang, ví dụ như khi các bạn tìm kiếm, các bạn sẽ thấy rất là nhiều trang giống như là Facebook, rất là nhiều trang lên top này các bạn. Facebook này, rồi Pinterest, đây Pinterest nó là đây các bạn, đó. Rồi LinkedIn, lại LinkedIn này các bạn. Đây là những cái trang mà nó rất là mạnh, đúng không ạ? Và người ta hơn nhau là ở đây đây các bạn, người ta hơn nhau là ở ai sở hữu, nó gọi là cái data đó các bạn, ai sở hữu cái data mạnh nhiều thì người đó sẽ chiến thắng. Trong cái cuộc đua tối ưu á, tối ưu web thì ai cũng tối ưu được, tối ưu video thì ai cũng tối ưu được, nhưng để mà hơn nhau thì người đó sở hữu được gọi là data, data là được gọi là backlink mạnh đấy các bạn. Rồi giống như cái trang này, Trường hay sử dụng cái trang này, nó rất là mạnh luôn. Bạn mà viết một cái bài mà có lượt tìm kiếm thấp ở dưới đây hả, bạn tối ưu đi link nhẹ phát nó lên top ngay luôn, vì những trang rất là mạnh. Tại sao nó mạnh? Thì bây giờ chúng ta sẽ nhờ tới công cụ Ahrefs để cho chúng ta biết được. Đây, qua để ý đi, những cái trang giống như LinkedIn, Facebook, rồi Medium, Pinterest, rất là nhiều bài khi các bạn viết nó nằm ở trên top nhiều lắm luôn. Video lên top, video này. Video mạnh, video nó lên top rất nhiều. Mình để hết rồi, những cái từ khóa này trước kia trường trường đây, Facebook, các bạn thấy Facebook không? Là Facebook. Nhưng mà nó ở cách xa rồi, nè, xa Medium này. Rồi, cách này thì các bạn sẽ được học ở cái phần thực hành ha.
Rồi, để chứng minh được nó là một trang rất là mạnh. Tại vì nó là những ông khổng lồ rồi các bạn, nó là ông khổng lồ rồi. Khi mà các bạn làm một cái kênh hoặc là một website mới á, thì ban đầu tất nhiên là các bạn làm một cái website yếu, một kênh rất là yếu. Tại vì nó chưa có cái uy tín, chưa có thương hiệu gì hết mà nó không có đồng trước, thì chúng ta phải dựa vào những ông khổng lồ này, ông khổng lồ này các bạn, thì để trường sẽ chứng minh những bạn thấy là ông nó rất là mạnh. Để trường chúng ta sẽ sử dụng một cái công cụ được gọi là SimilarWeb. Công cụ này để chúng ta tiên đoán được là xem cái trang đó có cái lượng traffic là như thế nào. Đây ví dụ như trường lấy cái trang này, trang Medium này. Các bạn thấy là cái traffic của nó này. Tháng 10 á, là nó khoảng 200 triệu các bạn. Đây, 200 triệu này. Đấy các bạn thấy không? Cái visit của nó mỗi tháng nó tầm 200 triệu. 200 triệu truy cập lớn, rất là lớn các bạn. Rồi, xem trang này. Bạn ấy xem, bạn thấy rất là nhiều cái trang LinkedIn lên top. Thì có nhiều lắm nhưng mà chắc là tôi sẽ không khoe được. Đây. Bạn lưu ý nhé, cái này các bạn có thể đánh kèm theo affiliate trong hệ thống này rất là nhiều đấy. Thì chỉ sẽ cho. Đây. Cái này tới 1 tỷ đấy các bạn. Cái trang LinkedIn này nó tới hơn 1 tỷ, 1 tỷ 024 triệu truy cập mỗi tháng. Mạnh mà, nó quá mạnh luôn. Đúng không? Rồi. LinkedIn, Pinterest này. Khi các bạn tìm kiếm một sản phẩm dịch vụ nào đó, các bạn hãy để ý những cái trang này rất là nhiều. Facebook, LinkedIn, Medium, Pinterest. Trường sẽ cho các bạn một cái dữ liệu của cái này rất là nhiều. Tức là những cái trang này nó cho các bạn viết tiếng Việt các bạn. Những cái trang mạnh rất là nhiều nhưng quan trọng là không cho viết tiếng Việt. Đây. 700 triệu các bạn. Mỗi tháng 700 triệu ha. Đấy, trường cảm mình cho các bạn thấy là một cái bài viết này nó là ngay góc đầu luôn. Rồi. Còn rất là nhiều giống như cái thằng bạn dùng công cụ này là check miễn phí này. Giống như thằng Reddit đúng không? Thì trường sẽ cho các bạn một list tầm 20 cái trang như thế này. Trang này. Những cái trang này mà các bạn đẩy những cái link mà những cái bài viết mà có độ cạnh tranh thấp thấp với trung bình là nó lên ngay luôn. Nó lên ngay top Google rồi các bạn. Trang này nó rất là kinh khủng, rất là mạnh. Đứng 13 của Hoa Kỳ luôn, rất là mạnh. Bạn thấy không? Trang này tới 1 tỷ rưỡi. Hơn 1 tỷ rưỡi tìm kiếm mỗi tháng. Đấy. Thì những cái trang này được đánh giá rất là mạnh. Rồi, đầu tiên ở đây được gọi là backlink. Hơn nhau, đối thủ hơn nhau là ở backlink, nó gọi là data các bạn nhé. Backlink tức là các bạn sẽ viết một cái bài mà nó sẽ đổ về về cái video đấy các bạn. Tại sao cần phải bài viết? Tại sao cần phải bài viết đúng không? Thì trường sẽ chia sẻ sau đi. Nhưng mà ở đây trường đã chia sẻ với các bạn là chúng ta cần phải có được những cái data lớn thế này. Đó, một người hơn nhau là ở data SEO web cũng vậy các bạn, SEO web hoặc là SEO video. SEO video thì dễ hơn rất là nhiều với SEO web. Đó. Thì nó sẽ hơn nhau ở cái data này. Ai có nhiều data là người đã thắng các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta trường sẽ đi vào cái công cụ Ahrefs, trường sẽ chứng minh cho các bạn thấy nhé. Các bạn thấy là lưu ý là video và website sẽ được SEO giống nhau, cần phải tối ưu. Ví dụ kênh thì tối ưu kênh, website thì tối ưu website, rồi website tối ưu bài viết đúng không ạ, còn kênh thì tối ưu là video đúng không ạ. Sau tối ưu được gọi là SEO on page đấy, thì cần phải off page. Nó phân rõ ràng như vậy. Rồi chúng ta sẽ xem ông Hải Trình là như thế nào, mình sẽ phân tích cho các bạn thấy.
xem có đây traffic nó đâu đó trung bình khoảng 700.000, có tháng cái thì được khoảng 1,2 triệu đấy. Rồi đơn giản trường chỉ gõ cái từ đồng hồ thôi nhé, xem nào. Tại vì mục đích của chúng ta là đánh lên top các bạn, top Google nó mới nhân rộng được cái lượng traffic các bạn nhé. Xem nào, không phải chiều lên nói đây sao ạ. Rồi mà có thể là ông đồng hồ 2 triệu ông đồng đây đúng không ạ. Từ khóa đồng hồ tìm kiếm khiếp lắm các bạn nha, kinh khủng lớn đấy. Mà ông này ông nằm vị trí thứ mấy, thứ tư. Ok bây giờ tôi vào check nha, để nằm ở vị trí thứ tư là cả một vấn đề đấy các bạn cần phải tối ưu hóa backlink rất là ok đấy. Rồi bây giờ trường sẽ tắt nền, đây là những cái trang mà trường sẽ gửi cho các bạn khoảng 20 trang, nó rất là mạnh, nó kiểu như để đánh giá một cái nó được gọi là cái backlink, tức là nó được cái trang chúng ta biết bài trên đó nó sẽ trỏ về video chẳng hạn, thì nó được gọi là backlink như vậy nhé, gọi là data đấy. Ông này đang ở cái top thứ tư đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ vào phần Ahrefs, nó là quan trọng. Ahrefs thì chúng ta nó mất tiền lắm, phải dùng tới cái này thôi. Đây, Ahrefs mà chúng ta được cung cấp đây. Rồi, trường vứt cái đồng hồ trừ vào này. Để từ trường sẽ so sánh để các bạn thấy. So sánh với lại cái trang Medium này, là cái trang mà lượng tìm kiếm gần như thấp nhất trong tất cả các trang mà trường đã sâu cho các bạn. Tức là nó chỉ có 200 triệu mỗi tháng thôi đúng không? Các bạn thấy cái trang này UR và DR, chúng ta sẽ quan tâm hai cái UR và DR nha. Có 22, 27 và 53. Mà nó đã được tối ưu đứng ở vị trí thứ tư rồi với cái từ khóa đồng hồ. Cái đồng hồ lượng tìm kiếm rất là khủng các bạn nha. Chúng ta test luôn thử xem nào. Đấy, các bạn thấy không? Đồng hồ có dấu không dấu. Đồng hồ được khoảng 14.000. 18.000 tám rồi. Không dấu thì nó cũng tầm rơi vào đó tầm 8.000 thì tầm 20 mấy nghìn. Ok đấy, cạnh tranh cũng khá là cao đúng không, anh cao ngất ngưỡng luôn. Thì ông đứng được vị trí thứ tư mà khi chúng ta phân tích cái này á, thì UR và DR chỉ có là bao nhiêu ạ, 27 và 53. Cái UR và DR đây là cái xếp hạng các bạn nhé, theo xếp hạng nó từ 0 tới 100 đúng không ạ. Thì cái chỉ số này càng cao là tức là đánh giá cái website nó càng chất lượng, càng uy tín với Google đúng không ạ. Ở đây thì họ có bao nhiêu ạ, 31.000 backlink còn hiểu không ạ. Backlink tức là những cái bài viết của họ được chia sẻ ở những cái website khác đấy các bạn, hay là những website hay những mạng xã hội hay là ở đâu đâu đó đúng không, thì khoảng được 31.000. Rồi chúng xem này. Rồi bây giờ trường so sánh với cái thằng Medium nhé, là một trong những cái trang mà trường so với các bạn là nó bèo nhất đúng không, tìm kiếm bèo nhất luôn, 200 triệu một tháng. Đây là cách để chúng ta thắng mọi đối thủ được các bạn và đẩy cái video lên top. Và tất nhiên những cái bài viết thì trường sẽ chia sẻ sau, những cái bài viết mà trường các bạn viết đây này, thuê viết đây này là nó là lên top các bạn đấy. À, những cái bài viết này khi chúng ta thuê viết là những cái từ khóa ngắn nên là lên top Google chắc luôn đấy các bạn. Đây bạn thấy UR 88, DR 94, bạn thấy ok và quá ngon lành rồi đúng không. Website này nó nằm ở vị trí thứ tư với cái từ khóa cạnh tranh cao nhất về đồng hồ, mà nó có 27 và 54, và cái thằng này là nó rất là cao, 88 và 94. Và backlink bao nhiêu ạ, hồi nãy 31.000 đúng không, ông này tới 386 triệu các bạn, 386 triệu backlink đây các bạn thấy kinh khủng không.
nó khác biệt hoàn toàn đúng không? Thì có phải là nó hơn nhau ở đâu ạ? Nó hơn nhau ở Petlink ấy. Một cái website á, Petlink phải chất các bạn nhé, chứ không phải là các bạn 1 triệu cái Petlink à, kiểu như up lên ba cái diễn đàn, ba cái rau vặt đấy, nó không bằng một cái Petlink ở trên cái trang Medium nào đâu các bạn. Bạn hiểu không ạ? 1 triệu cái Petlink mà các bạn up lên diễn đàn hay ba cái rau vặt, nó không bằng một cái Petlink ở trên cái trang Medium này.